Một điều thú vị đã được nhà máy ở thị trấn LaLiLu đặc biệt sản xuất nè. Một cục polymer di chuyển trên băng chuyền kìa. Cùng tút tác lại nha. Bước tiếp theo, thêm chi tiết nào. Cọ ma thuật của nhà máy sẽ sơn cho bé búp bê nha. Ba la, giờ thì cô Tiên có thể bay rồi. Xong rồi. Và cô Tiên này sẽ bay vào hộp nha. Nàng Tiên pha lê đẹp quá. Melissa nôn nóng muốn mở đồ chơi mới quá. Ồ, mình chờ mãi. Mới đầu bay rất tuyệt. Melissa có thể điều khiển bàn tay của mình cho đến khi Tiên bay ra khỏi cửa sổ luôn. Thôi xong, chúng mình phải đi tìm lại thôi. Sau đó cô nghe tiếng động cơ. Cô Tiên hái hoa kìa. Sau đó lại đậu về phía Melissa. Ồ, bạn hái hoa cho mình hả? Chúng mình sẽ làm công chúa từ đất nặng polymer nha. Giải cứu cô nào. Chà, là nàng Lọ Lem nhí. Chúng mình sẽ dùng sơn màu xanh. Lọ Lem có mái tóc vàng. Thêm kiểu dáng rồi tạo khối cả nếp gấp nữa. Ồ, cô ấy nhỏ nhắn quá. Ồ, con yêu ơi. Mẹ ơi, cái nào là quà của con ạ? À? Rồi xong. Mẹ quên mua quà rồi. Con à, mẹ để quên ngoài xe rồi. Mẹ quay lại liền nha. Tuyệt, may là chưa đóng cửa. Bán cho mình một búp bê nha. Loại nào ạ? À? Bên em có nhiều bộ sưu tập búp bê xịn lắm. Lọ Lem nha. Bao nhiêu hết ạ? À? Ồ, đủ rồi. Giờ thì về nhà thôi. Vicky cuối cùng cũng có búp bê Lọ Lem mà cô thích rồi. Wow. Cảm ơn mẹ ạ. Yay. Vicky chạy ngay vào phòng để chơi. Đến giờ uống trà. Rồi đến giờ ngủ rồi. Ngủ ngon nha. Que diêm không phải đồ chơi đâu nha. Chúng mình sẽ cần dùng đáy của hộp thôi. Phủ lớp giấy xốp hồng lên. Cẩn thận nào, chúng mình đang cải tạo lại đó. Dán giấy dán tường lên và cả sàn nhà nữa. Các hạt đang chạy kìa, chúng mình phải bắt lại mới được. Mình sẽ dùng những hạt này để làm chân nha. Hộp bìa cứng này sẽ biến thành lò sưởi. Và dán hình lò sưởi với ánh lửa phập phồng nha. Chúng mình làm chiếc gương từ bìa cắt tông bạc. Đẹp quá nè. Giờ búp bê có thể soi gương được rồi. Chúng mình sẽ làm giường bằng art và làm cả mền nữa nha. Các bé búp bê sẽ thích ngôi nhà này cho mà xem. Mẹ và con gái đến nhà triển lãm nghệ thuật hiện đại. Ở triển lãm này có nhiều thứ rất ấn tượng. Chú mèo này đẹp quá. Có cả ngai vàng xịn nữa. Mẹ ơi, chụp hình cho con đi mẹ ơi. Được rồi con yêu. Cười lên nào. Mẹ ơi nhìn nè, ngôi nhà tí hon nè. Chà, búp bê của con sẽ thích lắm đây. Bé sẽ được nằm thư giãn ở ghế. Và được sưởi ấm gần lò sưởi nữa. Một ngày của búp bê đã kết thúc, đi ngủ thôi. Mai chị lại đến nha, ngủ ngon. Chúng mình sẽ làm quả bóng giấy nhôm. Chà, ở đây nhiều quá đi. Nhét vào không vừa luôn. Phép thuật đã chia quả bóng thành một nửa. Búp bê tí hon có thể nhét vừa vào mỗi hạt nè. Mỗi hạt đủ đồ chơi luôn. Cái này làm quà bất ngờ được đó. Trong hạt này sẽ có gì nhỉ? Matilda đi vào trong rừng hái hoa. Đột nhiên một bông hoa xuất hiện trước mặt cô. Bông hoa này lạ quá. Sương mù ma thuật lấp đầy không gian. Hoa nở và cô thấy bên trong toàn là đậu thôi. Cô mở ra và thấy có nhiều búp bê ở bên trong. Có quà ở trong hoa ư? Dễ thương quá vậy. Giờ mình có đồ chơi mới rồi. Mình sẽ khoe với mẹ mới được. Chúng mình sẽ dùng những hạt này để làm thủ công tiếp nha. Dán 3 hạt lại với nhau, luồn dây vào. Aha, nhìn như người đàn ông vậy. Cố định lại bằng những hạt nhỏ hơn. Tạo kiểu tóc bằng súng bắn keo. Búng tay. Tóc hồng hiện ra. Cả trang phục cũng hồng nữa. Giống ai đó nhỉ? Có cả gương mặt vui nhộn nè. Đó là mẹ chân dài, phiên bản thu nhỏ. À, đến giờ đi ngủ rồi. Mai mình phải đi học nữa. Em ngủ thiếp đi. Với đồ bịt mắt này thì cô ngủ vô tư luôn. Ừ, hình như có gì đó. Đồ chơi của cô mở cả vũ trường luôn. Nhưng đó mới chỉ là bắt đầu thôi. Mẹ chân dài sẽ bảo vệ giấc ngủ của bé. Này, dẹp ngay đi. Không thấy con bé đang ngủ sao? Bang! Đôi dép phi vào ngay bữa tiệc luôn. À, chạy đi. Ngủ ngon nha bé yêu. Mẹ chân dài sẽ bảo vệ cho bé. Ồ, nhìn những ống hút silicon này đi. Cắt thành các khoanh. Xì hơi chú chó bong bóng này nha. Còn nhiêu đây thôi à. Chúng mình có mút dán rồi nè. Gắn vào khoanh tròn. Ba la. Chà, chúng mình có lúc lắc rồi nè. Jessie thấy căng thẳng trước ngày kiểm tra. Ồ, rối quá đi. Uống nước đi con. Chỉ là bài kiểm tra thôi mà. Nhưng mà uống nước cũng không giúp được gì. Cầm lấy đồ chơi giảm căng thẳng này đi. Con sẽ cảm thấy tập trung hơn. Đúng là có tác dụng thiệt nha. Jessie điền hết bài làm luôn. Con làm tốt lắm. Điểm cao quá nè. Nặng một quả bóng màu hồng từ đất nặng polymer. Khẽ sọc nha. Chà, có cả cửa sổ với màn nữa nè. Như xe kéo vậy ta. Mình sẽ làm thanh bánh xe nha. Làm thành màu vàng luôn. Làm cả chỗ cho tài xế nữa. Cổ xe này quá xịn luôn. Không ngờ làm từ bí đỏ đó nha. Mẹ ơi, cô ơi, con cho búp bê đi ngủ nè. Giỏi quá. Thương bé con quá đi. Vậy con sẽ thích bất ngờ này cho xem. Unbelievable. Ôi chao, giờ thì lọ lem của con có cổ xe kéo rồi nè. Xe này không biến thành bí ngô vào giữa đêm đâu nha. Con sẽ đem vào phòng của con. Ngày mai sẽ là một ngày bận rộn nên đi ngủ đi nha. Cô tắt đèn rồi rời đi. Tiếng gì thế nhỉ? Búp bê sống dậy và đi ra khỏi giường rồi nhìn chiếc xe kéo. Cô rất muốn đi đến vũ hội. Những chú chuột chạy đến và giúp cô đến tòa lâu đài. Mình làm được rồi. Vũ hội bắt đầu. Nhảy hết mình đi nào. Cùng biến những cục đất nặng silicon này thành những chú chuột tí hon nha. Chúng có đôi tai dễ thương. Đuôi thon nữa. Nhìn tò mò quá đi. Đến cả búp bê cũng muốn có búp bê nữa là. Nặng đất nặng thành thân hình của em bé nha. Gắn thêm tay và chân nữa. Cho bé một màu tóc thật hợp nào. Màu hồng sẽ hợp lắm đây nè. Đôi tai và mắt đáng yêu quá đi. Và cánh núm nữa. Xin hết nấc luôn. Bé Lowry đang chơi trong phòng nè. Hình như bé muốn có bạn đó. Hình như có đồ chơi được cất ở trong rương để bảo quản mới hay sao á. Búp bê Tron hả? Không, không phải hôm nay. Chà, búp bê mặc quần áo như rồng kìa. Sao mà mình quên em này được nhỉ? Nhìn xịn quá, đúng màu mình thích luôn. Cô ngồi chơi. Nhưng lỡ lấy núm ra mất. Chuyện gì thế? Búp bê khóc toáng lên. Bé ơi, chị quên mất em phải ngậm núm liên tục ấy chứ. Nè, đừng khóc nữa nha. Ồ, hình như hết rồi. Giờ búp bê có cả anh cả. Và bé không cảm thấy cô đơn nữa. Nhìn những chú sâu ngọ nguậy chỗ nào. Nặng khuôn mặt với chiếc lưỡi và hàm răng sắc nhọn nha. Sau đó đến mũi. Đôi mắt to và hai tai nữa. Nhìn quen quá ta. Nướng luôn steak nào. Mang theo cả soda và dù nữa nha. Ồ, nóng quá à. Cuốn steak đi. Hiu, đỡ hơn rồi. Tô phần tay. Đúng là cậu bé nghịch ngợm mà. Lily yêu Lilo và steak lắm. Cô cứ đọc mãi một quyển sách trước giờ ngủ mỗi ngày. Chà, ước gì steak có thật ha. Ừ, đến giờ ngủ rồi. Ngủ thôi bé yêu à. Tiếng gì thế nhỉ? Có phải là steak không ta? Cậu ngồi chơi, rồi ôm Lily nha. Cậu đi đâu đó? Ồ, chui xuống gối hả? Mình biết steak có thật mà. Chúng mình làm bạn nha, bạn thân luôn. Thật tuyệt quá mà. Cùng xem có thể làm gì với cục đất nặng này nha. Bí ngô hả? Không, là một chiếc váy cho chiếc đầm. Thêm cả nịt bụng nữa. Tiếp tục nha. Thêm cả găng tay mỏng. Mái tóc đặc trưng của Beo nè. Cho vào lò nướng. Đất nặng khô lại rồi đây. Trang điểm thôi nào. Cha cha, xinh quá đi. Maggie ngồi vẽ Beo cả ngày hôm nay rồi. Đây là nàng công chúa mà cô thích nhất. Hiu, cuối cùng cũng xong rồi. Làm bài tập thôi. Sau đó cô nghe tiếng động. Oh wow, phép màu kìa. Beo nhảy ra từ bức tranh. Maggie quay lại và nhìn thấy búp bê mới. Oh wow. Không đời nào. Mình luôn mơ ước có được búp bê này nè. Cô bắt đầu chơi miệt mài. Trước khi ngủ, cô đặt búp bê bên đèn ngủ. Ngủ ngon nha. Chào mọi người, cùng gặp Amanda nào. Hello. Em gái cô được mời đi sinh nhật đó. Chị Amanda cố với. Bạn em muốn được tặng búp bê mới à? Thì để chị thử nha. Bẻ viên phấn ra. Sơn màu lên. Nice. Làm búp bê thôi nào. Amanda nặn đất nặng và làm thành mô hình tí hon. Cho vào lò nướng và nướng thôi. Ồ, hình như xong rồi á. Sơn màu lên thôi. Cho vào vỏ thuốc. Và phải dán nhãn lên nào. Nữa chứ. Tuyệt quá. Đây, cô bé sẽ thích lắm đó. Cảm ơn chị, em đi nha. Ồ, nhanh lên nào. Khách chuẩn bị ăn bánh kem rồi kìa. Mình đến đúng giờ không nhỉ? Tất nhiên rồi, quá đúng lúc luôn. Ồ, mừng quá à. Chủ sĩ đâu rồi ta? Chúc mừng sinh nhật bé yêu nha. Bé rất thích món quà. Mình cùng chơi nha. Bẻ thành hình đôi cánh. Wow. Chúng mình có cả tất LOL nè. Đặt lên. Kim tuyến, lấp lánh chưa kìa. Hạt cườm và cả ngôi sao nữa. Quấn cây tăm lại. Ngôi sao đẹp nhỉ. Như phép màu luôn. Chúng mình có thể làm vật trang trí khác bằng khoanh tròn nhựa với hạt cườm nữa nè. Bộ này rất hợp với nàng tiên nhí luôn. Gwen thích các nàng tiên lắm. Bé vừa mới nhổ răng. Cô nảy ra kế hoạch bí mật. Răng nè. Gwen lấy gối che lại và giấu chờ tiên răng đến. Tiên răng kìa. Mình biết mà, Em rất hâm mộ chị luôn. Em luôn muốn gặp được tiên răng một lần trong đời. Sau này lớn lên, em muốn giống như chị vậy. Dễ thương quá đi. Nhưng mà em không được kể chuyện này với ai đâu nha. Chúng mình giữ bí mật ha. Yes. Để cảm ơn, cô cho Gwen bộ đồ tiên nữ. Wow. Em thích lắm luôn, em cảm ơn chị nha. Ừ, sau này em sẽ trở thành một nàng tiên tuyệt vời đó. tỉa đôi chân đế ly cũ của búp bê, làm hoa hồng từ keo nóng và cá dây nữa. Maggie đưa Belle một bông hồng đỏ. Mong là bạn thích. Sau khi cô rời đi, Belle buồn hẳn. Thôi rồi, héo mất rồi. Maggie không muốn chơi với bông hoa như thế này đâu. Mình phải sửa lại thôi. Belle đi đến khung cửa sổ, nhảy ra khỏi cửa sổ và đi đến vườn. Có bụi cây với những nụ hoa hồng đỏ tí hon kìa. Cô hái một cái và chạy nhanh về phòng. Cô đổi hoa. Maggie sẽ không để ý đâu. Nặng hình quá đầu, thân và cả đuôi từ đất nặng nha. Nàng tiên cá đây. Thêm tóc và các chi tiết. Chiếc áo màu ngọc lam này sẽ hợp với đuôi lắm nè. Và phủ lớp sân bóng lên người búp bê, rồi rắc bột kem tuyến lên nha. Wow! Nắp nhựa này sẽ làm thành hũ đựng đó. Dán nhãn lên và bọc lại bằng nắp kim tuyến nữa. Bạn sẽ không biết lần này sẽ có được nàng tiên cá nào đâu. Bạn bè đến thăm Lori. Các bé nhảy lên giường và chơi đùa. Lật xem thử có gì vui nào. Sẵn mình nghỉ ngơi xíu nè. Ủa cái gì vậy? Các bé thấy quảng cáo búp bê nàng tiên cá sắc màu. Mẹ ơi nhìn búp bê này nè. Thú vị nhỉ. Chà, mình phải làm cho mấy bé nhỏ này vui chứ nhỉ. Mẹ về với đồ chơi. Yeah, cảm ơn mẹ. Cùng mở nào. Ồ, búp bê tự đổi màu khi mình thả vào nước nè. Phép màu đã xuất hiện. Phần sơn ở đuôi tách ra. Giờ chúng mình xem có gì nào. Búp bê tiên cá này đẹp quá đi. Cảm ơn mẹ ạ. Giờ đây búp bê này là búp bê đẹp nhất trong bộ sưu tập của con luôn. Các bé rất hạnh phúc khi chơi với búp bê. Lấy tấm vải dệt kim hình tròn màu đen này nào. Nhét bông vào. Tạo hình khuôn mặt nha. Giờ có cả mũi và mắt nè. Và nơi chấm bi nữa. Mặc chiếc váy đỏ. Đáng yêu quá đi. Iris và Mark đang hẹn hò ở công viên giải trí. Nhìn dễ thương chưa kìa. Rất vui được gặp các bạn. Đây là những điều luật nè. Ném đổ những thanh này thì sẽ nhận được sâm sâm nha. Wow. Iris lấy bóng, nhắm và đau mắt quá. Ngại quá đi. Đến lượt của anh. Mark nhắm và anh thắng rồi. Iris nhận được bé sâm sâm xịn nhất công viên luôn. Jasmine có sở thích mới. Nặng đất nặng polymer vui quá. Mình sẽ làm cái khác. Cô có đủ dụng cụ. Muỗng, búa và cả cưa nữa. Mình mệt quá à. Không ổn rồi. Abu muốn giúp cô nhưng cũng tày quầy ra thôi. Ginny phải lo chuyện này. Mình sẽ tạo bất ngờ cho Jasmine. Cô nặng công chúa tí hon từ đất nặng. Jasmine bất ngờ khi quay lại. Mình làm cái này hả ta? Mình có tài quá nè. Ginny, Jasmine và Abu đang thư giãn, trò chuyện và uống nước trái cây. Ginny muốn thay đổi mọi thứ và thể hiện sức mạnh. Giờ mình sẽ biến ra những gì mà các bạn đang nghĩ nè. Chú ếch nha. Push. Ha ha, nhìn chú ếch xinh lè mắc cười kìa. Raja, bạn có muốn tham gia chung không? Giờ đến lượt của mình nha. Ma thuật đã biến Jasmine thành tí hon. Dễ thương quá đi. Biến mình lại như cũ đi. Công chúa biến thành giỏ đồ chơi rồi. Mình lỡ. Biến khuôn trái tim nhựa thành hộp trang điểm nha. Mài các cạnh và gắn chốt vào hai mảnh. Ôi cha, lấp lánh chưa kìa. cho màu son mà bạn thích vào đầy ống hút này nha. Làm cây cọ, giống như làm trang sức vậy. Nhìn cây son này xịn chứ nè. Thêm kim tuyến để vào hộp và gói quà lại thôi. Hộp làm đẹp này cho bé búp bê siêu tí hon nha. Luôn có sẵn hàng ở siêu thị búp bê của bạn đó. Bé Sammy thích nhìn chị trang điểm lắm. Nicky ơi, em thử trang điểm với được không? Không, đồ trang điểm của chị không dành cho em bé đâu. Khi chị đi, cô tìm mò xung quanh. Bé với tới bàn trang điểm và bắt đầu trang điểm. Chị quay lại rồi kìa. Coi kìa Sammy ơi, rửa cái mặt trước khi mẹ thấy, nhanh lên đi. Đừng lo, chị không để mặt mộc như vậy đâu. Chị đưa cho bé bộ trang điểm của trẻ em. Bộ này không làm hư da bé đâu nha. Làm chú mèo tí hon từ đất nặng polymer màu trắng. Màu hồng cũng xinh ha. Bé có chiếc váy và cả chiếc nơ dễ thương như cô chị vậy. Bé mèo này xinh hết chỗ nói luôn. Vợ của Tony đến để làm móng. Nhưng mà, ôi trời ơi, anh không biết dỗ bé Helen sao cả. Bé cũng không ăn gì luôn. Chuyến này chết chắc. Tony bỏ cuộc, gọi Kay thôi. Anh phải làm sao bây giờ? Cho con chơi đi anh. Rồi, nhưng mà đồ chơi đâu? Tony tìm xung quanh. À đây. Sao mình không để ý ta? Không thấy luôn đó. Ngộ ha. Helen vui ngay khi thấy đồ chơi của mình. Bé cười vui vẻ. Ồ, con yêu ơi. Tạo hình gương mặt từ đất nặng polymer. Thêm mũi với tai cho giống chú hổ Raja nhỉ. Chú hổ tí hon ngồi im chưa nè. Sơn màu cho chú nha. Hổ lớn và hổ nhỏ nhìn giống nhau quá nhỉ. Raja lúng túng. Mà Jasmine đâu rồi? Ginny biến anh thành đồ chơi để tìm công chúa và đồng hành cùng với cô. Raja, ở yên với Jasmine cho đến khi chị biết cách biến em lại như cũ nha. Bảo vệ Jasmine nha. Chú hổ đến giỏ đồ chơi luôn. Ồ, có đồ chơi mới kìa. Chà, xinh quá ta. Cô bé chạy đến chơi. Theo như truyền thuyết, đây là công chúa LaLiLu, được làm từ vải của váy công chúa thật đó. Nghệ nhân của chúng mình sẽ biến đất nặng này thành búp bê LaLiLu. Đáng yêu quá đi. Nhà Johnson đang đi cắm trại. Lucy không bao giờ bỏ đồ chơi xuống dù chỉ là một giây. Ai cũng thích đi cắm trại nhỉ. Lúc ba và mẹ đang bận, mình sẽ ngồi chơi. Lucy à, ăn thôi, lại đây nào. Búp bê đâu rồi ta? Đâu rồi? Ba ơi, đồ chơi của con mất rồi. Tuyệt, ba là tuyệt nhất. Chúng mình cùng làm thảm bay từ miếng vải vi sợi này nha. Thêm thanh sắt và phủ lên thôi nào. Trang trí thêm cườm, tua rua và đá nữa. Thảm bay quyết định ngao du trong phòng vào ban đêm. Nhưng say sưa quá nên bị phát hiện rồi. Bé cuốn đuổi theo. Thôi xong, một bãi chiến trường luôn. Tấm thảm tự cải trang luôn. Wow, đâu rồi? Chú cuốn hoang mang. Wow, mình sẽ tìm ở phòng khác. Tiếng động làm cho bé thức giấc. Cô cũng ngơ ngác luôn. Phòng bừa bộn quá. Cuốn ơi, em làm gì thế này? Mình làm chong chóng từ giấy màu ha. Gắn trục vào chính giữa. Những que tăm này sẽ làm thành tay cầm đủ màu. Chong chóng lấp lánh này có thể trang trí bất kỳ bãi cỏ luôn. Các bé đang đi dạo ở rừng. À, nhìn kìa, lễ hội kìa. Các bé chạy đến để xem đồ chơi. Nhưng mà mẹ chạy đến. Các con đi đâu đó, mẹ theo các con không kịp luôn. Mẹ ơi, nhìn kìa, ở đây có nhiều đồ chơi đẹp quá. Bên chúng em có nhiều món mới lắm đó ạ. Các bé thích chong chóng lắm. Nhưng lúc gió nổi lên, chong chóng của Lori bay đi mất. Ủa, bay lên cây mất rồi. Ồ, chúng mình làm sao đây? Sao lấy xuống bây giờ? Nhưng mà không lâu sau đó, cơn gió cũng muốn chơi cùng và đã trả lại chong chóng cho bé. Yeah, may quá đi. Giờ thì bé vui trở lại rồi. Cục đất nặng polymer kỳ diệu này sẽ biến thành hai người hoàn toàn khác biệt. Mặc đồ vào nào. Cô bé mang áo lót nịt bụng màu trắng với các dãy sọc vàng. Cả đôi giày trắng nữa. Biến ra một váy siêu to khổng lồ từ lụa ribbon nha. Cứ làm đi nào. Thêm tóc. Bà cho cô băng cài tóc kết hợp với khăn che mặt. Wow. Trong lúc đó chú rể cũng xinh không kém nè. Và giờ cặp đôi mới cưới này sẽ được ở trong chiếc hộp nha. Stuart đang ở trong công viên. Bạn gái của anh đang đợi. Hello. Nicole nôn nóng được gặp anh. Quà của em ạ. Chứ còn gì nữa, mở ra đi. Ồ, là cô dâu Barbie và chú rể Ken. Stuart, ý gì đây? Coi còn gì nữa không? Ok. Tấm thiệp hả? Em sẽ cưới anh chứ? Ồ, anh lãng mạn quá à. Cô đồng ý. Quả là một cặp đôi hạnh phúc. Lớp mỹ thuật chuẩn bị bắt đầu. Các bé vẽ vời và ngồi tám chuyện. Cô giáo kìa. Chào các em. Hi. Chúng mình sẽ điêu khắc nhân vật Disney nha. Tự chọn đi các em. Ok. À, Rapunzel hả? Các bé tài năng quá đi. Nhưng có bé gái khóc kìa. Bé nặng ra cái cục gì lạ lắm. Đừng lo, cô sẽ giúp cho em. Cứ nặng đất nặng đi. Tập trung vào tiểu tiết nào. Một cô búp bê xinh đẹp ra lò rồi nè. Wow. Giờ thì nướng thôi. Mình tô màu nha. Các em lấy cọ đây nào. Oh, wow. Yay. Các bé rất thích làm luôn. Gặp các em ở tiết tới ha. Các bé đến thăm ông bà. Ông bà xem nè, chúng con nặng được công chúa nè. Oh. Giỏi quá. Ông gọi các cháu đến để kể chuyện. Các bé rất hứng thú với câu chuyện về Rapunzel. Cô lớn lên ở tòa lâu đài sâu tận ở ven đường mòn. Và cô xuất hiện bên cửa sổ. Yay. Chà, cục đất nặng này biến thành chú hươu tí hon nè. Tô phần ngực màu trắng. Và cả gương mặt vui nhộn nữa. Giữa đôi tai có chiếc búi dễ thương chưa kìa. Chú này Enchantimo này đáng yêu chưa nè. Cô bé quyết định bắt chước LaLiLu tự làm đồ chơi. Mọi thứ rất êm xuôi. Và ý tưởng của chúng mình rất tuyệt luôn mà. Món đồ chơi mê hoặc này sẽ nằm trong chiếc hộp cũng xinh không kém này nha. Bé En rất tự lập. Cô không cần ru ngủ. Cô tự đọc truyện cổ tích luôn. Cô đọc xong rồi. Và đến giờ đi ngủ. Nhưng lúc cô vừa nhắm mắt, phép màu lại hiện ra. Các sinh vật ma thuật Enchantimo đi ra từ cuốn sách. Vậy đi nào bé ơi, đây không phải là mơ. Hả? Ai thế? Ồ, em mới đọc về chị xong đó. Chị có món quà cho em nè. Chị sẽ lấy ra nha. Đây. Đây là chú nai Enchantimo sẽ gợi nhớ em về cuộc hành trình của chúng mình. Wow. Các sinh vật kỳ diệu trở về quyển sách. Và Anne không muốn ngừng chơi những đồ chơi yêu thích của mình. Mình may mắn quá khi được gặp nhân vật yêu thích của mình đó. Cô bé vui vẻ và chìm vào giấc ngủ. Chơi Uno không nào? Cá cược đi nè. Xem chúng mình có gì nè. Xin chào. Đúng rồi bạn đó, sao không mời mình? Xin lỗi Jessie nha. Để mình chia bài nhỏ hơn cho. Chúng mình có chiếc hộp nè. Cho vào. Và cùng chơi thôi. Jessie và bạn cô Chris đang chơi ở sân vườn. Chơi vui chưa kìa. Nhưng mà các cô muốn chơi trò khác. Nhưng trò này vui quá đi. Cuốn quá đi à. Ai cũng thắng cả. Dexter muốn chơi bóng đá. Đá nè. Đá nè. Ồ, xém xíu nữa là quét sạch rồi. Chờ đã, chúng mình cần xíu đất nặng. Mình làm cho. Một cục rớt ra. Ai trong đó vậy? Xem nào. Là Pascal. Một tiếng nữa là bóp nát bạn luôn rồi. Sơn màu nổi hơn. Và trả cậu về với Rapunzel nha. Rapunzel đi dạo với chú tắc kè. Muộn rồi, về thôi. Cả hai đã ở cùng nhau cả đêm với ánh đèn ấm áp. Cùng làm ly và bình trà từ đất nặng nha. Sơn màu cho giống với cô Pot và Chip nào. Đây rồi. Chào bé yêu. Các búp bê đang tụ tập ở tòa lâu đài. Các cô công chúa có khách nè. Rapunzel ơi, Rapunzel thả tóc xuống đi nào. Ôi chào, mời lên. Các cô cùng trèo lên ngọn tháp. Belle mang đến bộ trà để uống cùng với bạn bè. Uống trà cùng bạn bè sẽ vui lắm đó nha. Cắt một mẩu đất nặng polymer. Nhấn quả cầu xuống. Thêm tay cầm. Sơn màu sao cho giống cái chảo nha. Các công chúa chơi với nhau rất vui vẻ. Nhưng mà hết đồ ăn rồi. Các bạn ơi, mình làm thêm nha. À, bộ muốn đánh người hả? Liên không có ở đây đâu nha. Mình chuẩn bị nấu thôi mà. Mình chiên trứng hơi bị đỉnh á. Hiu. Các cô công chúa rất mong chờ Rapunzel chiên trứng cho các bạn. Ngon với lại giàu dinh dưỡng lắm đó. Hôm nay vui ghê.